Nữ quan chức cấp cao đầu tiên của phong trào Hồi giáo Hamas bị thiệt mạng. Israel cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía Ai Cập vào giải Gaza. Người biểu tình xông vào điện Capitol để phản đối chiến sự Israel-Hamas. 12.000 quân Mỹ sẵn sàng vào vị trí chiến đấu tại Israel. Thế giới lên án vụ tấn công bệnh viện ở Gaza, Trung Đông đặc biệt căng thẳng. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử 75 năm vào Israel. Đổi lại, Israel đang muốn công phá giải Gaza do Hamas kiểm soát và quét sạch tổ chức này. Israel đã thề tiêu diệt Hamas một lần và mãi mãi, nhưng mục tiêu này đang vấp phải những khó khăn về thực địa và kế hoạch hậu chiến ở giải Gaza. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ và đang từng bước thực hiện các kế hoạch của mình. Ngày 19 tháng 10, Đài phát thanh Hamas tại giải Gaza đưa tin cho biết Jamila Ansati, nữ quan chức đầu tiên của nhóm này, là một trong những người thiệt mạng trong trận không kích của Israel lúc rạng sáng cùng ngày. Bà Ansati, 68 tuổi, là vợ của Abdel Aziz Al-Rantisi, người sáng lập và lãnh đạo Hamas trước khi thiệt mạng trong trận tập kích bằng tên lửa Hellfire của không quân Israel vào tháng 4 năm 2004. Bà sau đó tiếp tục tham gia phong trào Hamas vào năm 2021, trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào văn phòng chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của nhóm này. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp chi tiết về địa điểm bị tấn công. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công đáp trả vụ đột kích ngày 7 tháng 10 của Hamas, quân đội Israel IDF đã liên tục tung các đòn không kích nhắm vào lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của nhóm này cũng như các tổ chức vũ trang ở Gaza. Trong ngày 19 tháng 10, IDF thông báo hạ Rafat Abu Hilal, lãnh đạo Hội đồng Kháng chiến Nhân dân, nhóm vũ trang lớn thứ 3 tại giải Gaza sau Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Trận tập kích diễn ra sau khi IDF nhận thông tin tình báo từ cơ quan an ninh Sinbad. Bên cạnh đó, IDF cũng đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào vị trí một số thành viên của đơn vị biệt kích Nukba thuộc Hamas từng tham gia chiến dịch tấn công phối hợp vào Israel. Hơn 10 thành viên biệt kích Nukba thiệt mạng trong các đợt tập kích nói trên. Quân đội Israel được cho là đã phá hủy hàng trăm cứ điểm của Hamas trong 24 giờ qua, trong đó có các vị trí phóng tên lửa chống tăng, đường hầm, cơ sở tình báo và sở chỉ huy của nhóm. Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel và Hamas tại giải Gaza vẫn tiếp tục. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần chỉ trích Israel về các biện pháp khắc nghiệt và kêu gọi chấm dứt phong tỏa vì thiếu nước và điện khiến tình hình ở giải Gaza gần như là một thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên, Tel Aviv vẫn đang tập trung quân lực chuẩn bị cho khả năng tổ chức chiến dịch trên bộ lớn nhằm vào giải Gaza. Xung đột bùng phát từ ngày 7 tháng 10 đã khiến hàng nghìn người ở cả Israel và giải Gaza thiệt mạng. Israel đã phong tỏa hoàn toàn giải Gaza, cắt nguồn cung nhu yếu phẩm và năng lượng cho giải đất này. Mặc dù cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi tạo điều kiện để đưa hàng hóa cứu trợ từ bên ngoài qua cửa khẩu Rafah trên biên giới Ai Cập vào giải Gaza, vì đây là điểm duy nhất đi vào giải Gaza mà không nằm trong sự kiểm soát của Israel, nhưng hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ vẫn mắc kẹt bên phía Ai Cập trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu khả quan cho việc viện trợ khi vào ngày 18 tháng 10, trong thông báo mới được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra, Israel sẽ cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía Ai Cập vào giải Gaza, trong đó nêu rõ chỉ có thực phẩm, nước và thuốc thang được phép đưa vào giải Gaza. Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Israel sẽ không chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo từ Ai Cập cho giải Gaza. Thông báo có đoạn lưu ý hàng hóa cứu trợ sẽ được phép đưa vào cho người dân ở phía nam giải Gaza, miễn là không đến tay Hamas. Ngoài ra, Israel sẽ không cho phép hàng hóa cứu trợ từ lãnh thổ của nước này sang giải Gaza cho tới khi các con tin người Israel được trả về nước. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Shamed Shoukry cho biết chính phủ nước này và tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza hiện đang bị phong tỏa. Trang tin Al Arabiya News dẫn lời ông Shoukry nêu rõ, mục tiêu của Cairo là đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Trong vài ngày vừa qua, nhiều tấn hàng cứu trợ từ Ai Cập, Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa tới cửa khẩu Rafah, chờ tiếp cận vùng lãnh thổ của Palestine từ phía Ai Cập. Ai Cập khẳng định không đóng cửa khẩu, mà những diễn biến tại thực địa và các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại giải Gaza đã khiến hoạt động tại cửa khẩu bị ảnh hưởng. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Palestine, đồng thời kịch liệt phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm rời đi của họ tới bán đảo Sinai lân cận của Ai Cập. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông,
Thor Wennesland ngày 18 tháng 10 cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng nguy cơ xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine lan rộng tại dải Gaza là rất thực tế và đặc biệt nguy hiểm. Lời cảnh báo trên được ông Thor Wennesland đưa ra từ Doha, Qatar, trong cuộc họp trực tuyến với 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đặc phái viên Thor Wennesland nêu rõ, tôi lo ngại rằng chúng ta đang ở bên bờ vực của một nguy cơ có thể thay đổi diễn biến tình hình xung đột Israel-Palestine, nếu như không muốn nói là của toàn bộ khu vực Trung Đông. Tới ngày 19 tháng 10, Ai Cập cũng xác nhận các bên đã đạt thỏa thuận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Người phát ngôn Tổng thống Ahmed Fahmy cho biết, Tổng thống Ai Cập El-Sisi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý về việc cung cấp viện trợ nhân đạo bền vững cho dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Ngày 18 tháng 10, hàng trăm người biểu tình đã xông vào Điện Capitol yêu cầu Mỹ thúc đẩy Israel và Hamas ngừng bắn ở dải Gaza. Theo đó, đám đông biểu tình mặc áo phông đen in dòng chữ Người Do Thái muốn ngừng bắn ngay bây giờ và họ không nhân danh chúng tôi tập trung tại đồi Capitol. Họ chiếm một phần tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ, sau đó ngồi trên sàn nhà cùng nhau vỗ tay và hát. Người biểu tình cũng dương cao các biểu ngữ như ngừng bắn, hãy để Gaza sống. Đám đông cũng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Cảnh sát đồi Capitol cho biết những người này tiến vào khu vực một cách hợp pháp thông qua các trạm kiểm soát an ninh dành cho khách tham quan và được phép tụ tập. Tuy nhiên, đám đông không tuân thủ cảnh báo từ lực lượng cảnh sát khi bắt đầu biểu tình. Một cảnh sát đồi Capitol đăng thông báo trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã cảnh báo người biểu tình dừng lại. Chúng tôi đã bắt những người không tuân thủ yêu cầu." Giới chức ước tính khoảng 300 người biểu tình trong đồi Capitol đã bị bắt, nhưng con số này có thể tăng lên. Cuộc biểu tình do nhóm Tiếng Nói Người Do Thái Vì Hòa Bình tổ chức, nhóm này tuyên bố hơn 350 người, trong đó có 24 giáo sĩ Do Thái, đã tham gia cùng với 10.000 người tuần hành bên ngoài. Trước cuộc biểu tình, hàng trăm người đã tụ tập ở quảng trường quốc gia gần tòa nhà Quốc hội Mỹ để kêu gọi chính quyền Biden thúc giục lệnh ngừng bắn. Hannah Lawrence, 32 tuổi, đến từ Vermont nói, Tổng thống Biden là người duy nhất có thể gây áp lực lên Israel và ông ấy cần dùng quyền lực của mình để cứu những sinh mạng vô tội. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau vụ đánh bom vào một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng. Chưa có thông tin về thương vong hay bạo lực liên quan đến cuộc biểu tình trong đồi Capitol hôm 18 tháng 10. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel để thể hiện tình đoàn kết của Mỹ. Chỉ một số ít nhà lập pháp Đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối hoạt động của Israel. Cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra sau một sự kiện tương tự tại Nhà Trắng hồi đầu tuần cũng dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát cho biết những người biểu tình, giống như khách tham quan, có thể vào khu phức hợp Điện Capitol một cách hợp pháp và chỉ gặp rủi ro khi gây rối. Lực lượng Mỹ đang tăng cường sự hiện diện tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ngày càng leo thang. Báo Nikkei Asia của Nhật Bản đã đưa tin cho biết hơn 12.000 binh sĩ của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ trên 10 tàu chiến đã đến hoặc sắp đến vùng phía đông Địa Trung Hải gần Israel. Tàu sân bay Grand Effort của Mỹ đã tiến vào khu vực với hơn 4.500 thủy thủ, kèm theo 5 tàu vận tải chở hơn 1.600 quân nhân. Ngoài ra, tàu sân bay Dwight D. Eisenhower cũng đã được điều tới Trung Đông, mang theo 5.000 quân nhân trên tàu và 3 tàu hộ tống với khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ. Mặc dù thông tin trước đó từ Washington Post và Fox News cho rằng Mỹ sẽ triển khai hơn 4.000 binh sĩ đến Trung Đông, nhưng chưa có thông tin cụ thể về việc định rõ họ sẽ được triển khai ở đâu. Mục tiêu của Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện này là ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, những động thái này cũng tiềm ẩn rủi ro khi Mỹ có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng tránh can thiệp quân sự trực tiếp. Mặc dù Mỹ không có kế hoạch đưa binh lính của nước này tham gia chiến đấu trực tiếp trong xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, nhưng họ sẽ hỗ trợ Israel trong nhiều khía cạnh, bao gồm quản lý hậu cần ở xa tiền tuyến và cung cấp hỗ trợ y tế. Điều này có thể đóng vai trò quan trọng nếu Israel quyết định tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, một cuộc tấn công vốn có thể sẽ rất phức tạp với con số thương vong cao. Trong chuyến thăm Israel vào ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ đảm bảo rằng Israel có đủ tài nguyên cần thiết để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Palestine. Ông Biden cũng chỉ trích lực lượng vũ trang Hamas ở dải Gaza và cho rằng nhóm này không đại diện cho toàn bộ người Palestine, chỉ gây đau thương cho dân thường. Trong lúc Israel và các nhóm vũ trang ở Gaza đang đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng, ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã lên tiếng cảnh báo rằng thời gian đã hết cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột Israel-Hamas. Cùng ngày, Đại sứ quán Iran ở Syria cũng đăng dòng thông điệp tương tự rằng thời gian đã hết. Lời cảnh báo của Ngoại trưởng và Đại sứ Iran được đưa ra sau khi cơ quan y tế của chính quyền Hamas cho biết đêm 17 tháng 10, một vụ nổ lớn tại bệnh viện Ali Arab đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tân Hoa Xã đã dẫn lời các nhân chứng xác nhận một quả rocket đã đánh trúng bệnh viện Ali Arab, gây ra tiếng nổ kinh hoàng và làm rung chuyển các tòa nhà tại cơ sở y tế này.
Theo cơ quan y tế chính quyền Hamas, bệnh viện Ali Arab là nơi tiếp nhận hàng trăm người bị ốm và bị thương, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng nghìn dân thường bị mất nhà cửa do những cuộc tấn công liên tục từ phía Israel. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở bệnh viện Ali Arab. Ngay trong đêm, nhiều người dân Palestine ở Jerusalem, Hebron và Jenin đã biểu tình phản đối vụ việc. Ai Cập đã kịch liệt lên án vụ không kích bệnh viện Ali Arab và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Từ Ottawa, Thủ tướng Canada cũng chỉ trích vụ việc và cho đây là những tin tức gây sốc, kinh hoàng và không thể chấp nhận được. Đồng quan điểm với Ai Cập và Canada, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào bệnh viện Ali Arab, đồng thời yêu cầu ngay lập tức bảo vệ dân thường và hệ thống y tế tại dải Gaza. Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công. Trong khi đó, ngày 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao và quân đội Israel đã công bố loạt bằng chứng nhằm khẳng định nước này không gây ra vụ tấn công vào một bệnh viện ở Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Israel đã đăng tải trên mạng xã hội X một đoạn băng ghi âm. Theo họ, đây là đoạn ghi âm cuộc gọi họ thu được giữa hai điệp viên của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, trong đó cả hai đang bàn về việc bệnh viện Al-Ali Arab đã bị chúng tên lửa bắn trượt ngay từ bên trong dải Gaza như thế nào. Báo Guardian cho biết chưa thể xác minh độc lập nguồn gốc hoặc thời gian ghi âm cuộc gọi nói trên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng đã đưa ra những bằng chứng nhằm bác bỏ cáo buộc về việc nước này đứng sau vụ tập kích tên lửa vào bệnh viện Al-Ali. Sử dụng các hình ảnh chụp một số phương tiện trong bãi đậu xe của bệnh viện bị hư hại do vụ nổ. Phát ngôn viên IDF nhấn mạnh, hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở này do việc phóng tên lửa thất bại của nhóm tự xưng Thánh chiến Hồi giáo. IDF lưu ý, việc hiện trường không có dấu hiệu rõ ràng về hố va chạm hoặc thiệt hại đáng kể đối với các tòa nhà ám chỉ sự cố không bắt nguồn từ một vụ không kích của quân đội Do Thái. Người phát ngôn giải thích, IDF chậm công bố bằng chứng vì quân đội Israel cần nhiều giờ để điều tra và làm rõ tận cùng sự việc. Tuy nhiên, nhóm Thánh chiến Hồi giáo đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của IDF rằng tên lửa do họ phóng từ dải Gaza về phía Israel đã bay chệch hướng, rơi xuống bệnh viện Al-Ali. Nhóm này tố ngược Tel Aviv đã đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ và giả mạo. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ không leo thang thành một cuộc chiến lớn hơn vì ông có ấn tượng không có bên nào sẵn sàng phát triển xung đột. Hãng tin Reuters và tờ The Guardian dẫn lời người đứng đầu nước Nga nói vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng là một thảm họa khủng khiếp cho thấy cuộc xung đột Israel-Hamas cần phải chấm dứt thông qua đàm phán. Tuyên bố trước các phóng viên sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nói, về vụ nổ ở một bệnh viện Gaza, đó là một sự kiện khủng khiếp, hàng trăm người chết và bị thương là một thảm họa. Tôi thực sự hy vọng đây sẽ là tín hiệu cho thấy chúng ta cần chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt, chúng ta cần tập trung vào đàm phán. Đầu tuần này, Tổng thống Putin đã nói chuyện với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Ai Cập El-Sisi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo nước Nga cho hay, trong các cuộc hội đàm đó, ông đã có ấn tượng rằng không có bên nào muốn xung đột leo thang. Ông nói, tôi có ấn tượng rằng không ai muốn xung đột lan rộng và khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Theo tôi, thực tế không có bên nào sẵn sàng làm cho xung đột phát triển và nó biến thành một cuộc chiến quy mô lớn. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine hiện nay. Ông Putin nhấn mạnh, mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là thực hiện công thức hai nhà nước của Liên Hợp Quốc, trong đó thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình và đảm bảo an ninh với Israel. Như chúng ta đã thấy, Israel đã bị tấn công tàn khốc chưa từng có. Tất nhiên, họ có quyền tự vệ, đó là quyền cùng tồn tại hòa bình. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, điều quan trọng là phải nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình. Và Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel. Theo Tổng thống Putin, tình hình ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn là kết quả từ chính sách thất bại của Mỹ vì Washington không quan tâm đến việc tìm kiếm sự thỏa hiệp trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Trên khắp châu Âu, người Do Thái hiện lo sợ về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái. Trong khi đó, người Hồi giáo lo ngại họ đang bị đánh đồng với lực lượng Hamas, phong trào Hồi giáo tiến hành vụ tấn công chưa từng có vào miền nam Israel. Sau vụ phá hủy một bệnh viện ở thành phố Gaza vào tối 17 tháng 10 khiến hàng trăm người thiệt mạng, những nỗi lo trên có thể trở nên tồi tệ hơn. Các nhà lãnh đạo EU đã phải chật vật giải quyết những khác biệt của họ khi sự hỗn tạp về quan điểm đã làm hỏng phản ứng của khối đối với cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 18 tháng 10,
sau một tuần đưa ra những thông điệp khó hiểu và mâu thuẫn về quan điểm của EU đối với cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Các nhà lãnh đạo của khối tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thống nhất đưa ra một lập trường chung. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU diễn ra hôm 17 tháng 10 do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel chủ trì, nhằm giải quyết sự bối rối sau những bước đi ban đầu được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thực hiện. Hội nghị bất thường được triệu tập sau khi có lo ngại rằng phản ứng mâu thuẫn ban đầu đối với cuộc chiến Israel-Hamas đang làm tổn hại đến hình ảnh của EU với tư cách là một bên can dự quốc tế và làm suy yếu mối quan hệ của khối với các nước trong khu vực. Các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về những nỗ lực ngoại giao liên tục nhằm thu hút các nước trong khu vực, bao gồm Jordan và Ai Cập, để ngăn chặn cuộc xung đột mở rộng thành một cuộc chiến ở Trung Đông. Họ cũng phối hợp nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và sơ tán khoảng 1.000 công dân nước ngoài được cho là vẫn còn mắc kẹt ở đó. Kết quả hội nghị cho thấy, EU tuyên bố đoàn kết ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Các cuộc biểu tình nhỏ lẻ đã được tổ chức ở nhiều nước EU. Theo AP, kể từ khi lực lượng Hamas tấn công vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10, gây ra cuộc xung đột ở Gaza mới nhất, trong bối cảnh số lượng các hành vi chống Do Thái đã tăng lên, Pháp đã cấm các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Đức cũng tăng cường an ninh và đề nghị trợ giúp quân sự cho Israel, cũng như cam kết sẽ trấn áp sự hỗ trợ cho Hamas ở trong nước. Căng thẳng xã hội đặc biệt gay gắt ở Đức do chính sách người di cư gần đây. Đây cũng là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Palestine lớn nhất bên ngoài Trung Đông. Nguy cơ xa lánh các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo trong thời gian tới có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết xã hội trong EU, vốn đã bị thử thách bởi cuộc chiến ở Ukraine, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, các quan chức EU đã gửi những thông điệp trái chiều về viện trợ cho người Palestine. Khối này là nhà tài trợ lớn nhất cho họ và cung cấp khoảng 10% ngân sách của chính quyền Palestine, nhưng EU có rất ít ảnh hưởng đối với Israel. EU cũng chưa rõ họ đứng ở đâu trong cuộc phong tỏa Gaza của Israel. Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel nói với các phóng viên ở Bruxelles sau khi tổ chức hội nghị khẩn cấp: "Chúng tôi phải định hướng hành động của mình xung quanh hai nguyên tắc, đoàn kết và nhất quán." Ông Michel thừa nhận, đó là cuộc xung đột đang tạo ra nhiều sự chia rẽ, bất đồng và phân cực giữa người dân của chúng ta, giữa các xã hội của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hợp tác ở cấp độ EU để tìm cách xoa dịu căng thẳng. Về phần mình, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Joseph Borrell nhấn mạnh bất kỳ hành động nào của Israel đều phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Trong khi đó, phát biểu sau hội nghị, bà Ursula von der Leyen đã thận trọng hơn với lời nói của mình. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, bà cho biết Ủy ban châu Âu đang nỗ lực đưa hàng hóa nhân đạo vào Gaza bằng cách thiết lập một cầu hàng không tới Ai Cập và sẽ tăng gấp 3 lần viện trợ nhân đạo cho người Palestine trong năm nay. Bên cạnh đó, EU sẽ thiết lập một cầu hàng không nhân đạo qua Ai Cập nhằm tiếp tế cho các tổ chức nhân đạo trên mặt đất ở Gaza. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, người bị chỉ trích vì đến thăm Israel vào tuần trước mà không tham khảo ý kiến các nước thành viên, cho biết hành động khủng bố của Hamas hiện đang gây ra đau khổ to lớn cho người dân Palestine. Không có gì mâu thuẫn khi sát cánh cùng Israel trong tinh thần đoàn kết và hành động vì nhu cầu nhân đạo của người Palestine. Do đó, trong tuần qua, nhiều quốc gia thành viên EU cảm thấy bà Leyen đã vượt quá quyền hạn của mình khi đến thăm Israel mà không đưa ra một thông điệp chính trị được thống nhất trước và sau đó đi theo điều mà các nhà phân tích gọi là đường lối thân Israel quá mức. Một nhà ngoại giao EU cho biết, tuyên bố và hội nghị thượng đỉnh trực tuyến là một nỗ lực đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Các quan chức EU cho biết hậu quả đối với các quốc gia thành viên EU vốn có sự phân cực về cuộc xung đột cũng như tác động của người di cư và người tị nạn chảy từ các khu vực xung đột sang các nước lân cận và châu Âu cũng đã được thảo luận. Nhưng họ nói thêm rằng đó còn là việc thảo luận về viễn cảnh của một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Nhưng các nhà lãnh đạo EU ngay lập tức phải đối mặt với thách thức mới khi có báo cáo ngày 18 tháng 10 cho biết một bệnh viện ở Gaza đã bị đánh bom khiến hàng trăm người thiệt mạng và sự đổ lỗi từ cả Hamas lẫn Israel. Các quan chức và nhà ngoại giao EU hiện đang lo ngại về kịch bản Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, có thể gây thương vong cho dân thường nhiều hơn và có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn nếu lực lượng Hezbollah được trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành một cuộc tấn công từ Liban nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo thông tin từ một vị quan chức giấu tên, Mỹ đã bí mật khuyến cáo Israel không nên mở chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban do lo ngại chiến sự lan rộng. Hôm 18 tháng 10, Time of Israel dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần khuyến cáo Tel Aviv không tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Trong bối cảnh, Mỹ tìm cách ngăn cản cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng sang ngoài dải Gaza. Một người nói,
Người hiểu Israel phải đáp trả những vụ tập kích ngày càng gia tăng ở biên giới phía Bắc do Hezbollah tiến hành. Tuy nhiên, cường độ tấn công từ Liban và việc Israel không thể ngăn chặn chiến dịch của Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hai bên tăng cường thảo luận về vấn đề Israel có nên mở mặt trận mới để giành lợi thế trước Hezbollah hay không. Giữa lúc Mỹ liên tục cảnh báo Hezbollah và Iran không tấn công Israel từ phía Bắc, thì những cuộc đối thoại này có lẽ sẽ khiến Washington lo ngại. Một quan chức nhận định thêm, Mỹ nhấn mạnh Israel phải cẩn trọng khi đáp trả những cuộc tập kích của Hezbollah do mọi sai lầm của quân đội Israel tại Liban có thể dẫn tới cuộc chiến lớn hơn nhiều. Chính quyền Biden nói rằng quân đội Mỹ sẽ cùng tham chiến với Israel nếu Hezbollah phát động cuộc chiến nhằm vào nước này. Trong khi đó, tại biên giới Israel-Liban, các cuộc bắn phá qua biên giới giữa lực lượng phòng vệ Israel, IDF và phong trào Hồi giáo Hezbollah tiếp tục được ghi nhận. Thông báo của quân đội Israel cho biết, lực lượng Hezbollah hôm ngày 18 tháng 10 đã bắn nhiều quả tên lửa chống tăng vào một số vị trí của quân đội Israel tại khu vực biên giới, nhưng đã bị hệ thống phòng không vòm sắt đánh chặn và không gây thương vong. Quân đội Israel đã đáp trả bằng một số cuộc pháo kích vào miền nam Liban, khiến ít nhất hai thành viên Hezbollah thiệt mạng. Cùng với mối quan ngại về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Gaza, dư luận quốc tế cũng đặc biệt lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột vũ trang quy mô lớn giữa quân đội Israel và Hezbollah. Lực lượng vũ trang có quan điểm chống Israel gay gắt và nhiều lần khẳng định sẵn sàng mở mặt trận chống quân đội Israel để chia lửa với phong trào Hamas. Hezbollah và các nhóm vũ trang đồng minh mất 18 tay súng, hai dân thường và một phóng viên tại Liban cũng thiệt mạng trong những vụ pháo kích đáp trả của Israel. Bộ Quốc phòng Israel đã điều lực lượng tăng cường cho khu vực miền Bắc Israel để đối phó với khả năng Hezbollah mở mặt trận thứ hai. Hezbollah ngày 13 tháng 10 thông báo sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng đồng minh Hamas đối phó với Israel khi thời cơ đến. Ngày 16 tháng 10, Hezbollah thông báo các xạ thủ bắn tỉa của nhóm phá hủy camera giám sát được Israel đặt tại 5 điểm trên biên giới với Liban. Hoạt động này được nhận định nhằm ngăn quân đội Israel theo dõi hoạt động chuyển quân tại khu vực sát biên giới của Liban. Loạt vụ đụng độ khiến nhiều bên lo ngại xung đột giữa nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn và quân đội Israel sẽ leo thang. Giới chức Israel ngày 16 tháng 10 thông báo sơ tán hàng nghìn cư dân tại khu vực sát biên giới với Liban. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở dải Gaza leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân không nên đến Liban. Nhà chức trách Mỹ cũng thông báo cho phép các thành viên gia đình và một số nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp ở đại sứ quán của nước này tại thủ đô Beirut. Liban tự nguyện rời khỏi đây. Những nhân viên đại sứ quán còn lưu lại quốc gia Trung Đông được yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Tối 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời Tel Aviv, kết thúc chuyến thăm ngắn ngày đến Israel để bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ dành cho chính quyền Do Thái trong cuộc chiến chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Phát biểu với báo giới trước khi rời Tel Aviv, Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ vững chắc với Israel trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết giúp Israel trong nỗ lực tự vệ và bảo vệ an ninh quốc gia. Chuyến thăm Israel của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch không kích vào dải Gaza. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã phủ quyết dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza vì văn kiện không công nhận quyền tự vệ của Israel. Dự thảo nghị quyết do Brazil đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 10, trong đó lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel và kêu gọi lực lượng này thả con tin. Nghị quyết cũng kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ mạng sống dân thường ở dải Gaza trong bối cảnh Israel liên tục không kích khu vực này để đáp trả Hamas. Dự thảo nghị quyết cho hay, cộng đồng quốc tế nên thiết lập lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo để cho phép cung cấp viện trợ cho dải Gaza. 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, Nga và Anh bỏ phiếu trắng, còn Mỹ bỏ phiếu chống. Do Mỹ là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, phiếu chống của họ được coi là phiếu phủ quyết, khiến nghị quyết không thể thông qua. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị bất kỳ nước nào trong 5 thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết. Mỹ có truyền thống ủng hộ đồng minh Israel khỏi bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an mà họ cho là bất lợi với Tel Aviv. Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đã phát biểu, Mỹ thất vọng vì dự thảo nghị quyết này không đề cập đến quyền tự vệ của Israel. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Gungwa cũng đồng quan điểm với Đại sứ Mỹ. Bà Thomas Greenfield giải thích rằng,
Mỹ muốn có thêm thời gian để chính sách ngoại giao trên thực địa của họ phát huy tác dụng. Trước đó, Mỹ trì hoãn việc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết này khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Israel giữa thời chiến để tìm cách hạ nhiệt tình hình, đồng thời thúc giục Tel Aviv cho phép hàng viện trợ quốc tế vào giải Gaza. Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Do tranh cãi giữa các bên, hội đồng không ra được tuyên bố chung sau chiến dịch tấn công ngày 17 tháng 10 của Hamas, cũng như các vụ không kích trả đũa của Israel. Hôm 18 tháng 10, một số thành viên đã bày tỏ thất vọng khi hội đồng không thể đưa ra tuyên bố chung về tầm quan trọng của viện trợ nhân đạo và bảo vệ người dân. Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Sergio Franca Denesi nói, rất đáng buồn là hội đồng tiếp tục không thể đưa ra giải pháp cho những xung đột này. Một lần nữa, sự im lặng và không hành động đã thắng thế. Chẳng ai được lợi ích lâu dài thật sự. Brazil hiện là nước giữ chức vụ chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an. Theo Đại sứ Pháp Nicolas de Rivi, hội đồng đã bỏ lỡ cơ hội khi không thông qua dự thảo nghị quyết của Brazil. Ông nói, chúng tôi vô cùng tiếc nuối vì dự thảo đã phủ quyết. Chúng tôi hoàn toàn công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng bảo vệ dân thường, tạo điều kiện, tiếp cận nhân đạo, kêu gọi tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và Công ước Geneva hoàn toàn không mâu thuẫn gì với quyền tự vệ của họ. Đây là những điều căn bản mà dự thảo nghị quyết đã nêu ra. Đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Lana Nusiba cho biết, dự thảo không hoàn hảo, nhưng đất nước của bà bỏ phiếu thuận vì nó nêu rõ các nguyên tắc cơ bản phải được duy trì và hội đồng có nghĩa vụ phải củng cố, giữ vững. Bà cũng bày tỏ hy vọng những nỗ lực ngoại giao của Mỹ trong khu vực giúp đưa tất cả chúng ta tránh xa bờ vực mà chúng ta đang tiến tới. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gila Eran cảm ơn Mỹ vì đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết rất tệ, cho rằng Washington tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc cần thiết nhất. Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng việc sát hại thêm người Palestine sẽ không bao giờ giúp Israel an toàn hơn. Hội đồng Bảo an thường xuyên bị cản trở bởi quyền phủ quyết của các thành viên thường trực. Một số dự thảo nghị quyết gần đây bị Nga phủ quyết khi đề cập chiến sự ở Ukraine. Tuần trước, Nga đề xuất dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở Gaza, nhưng cũng không được thông qua do không hội đủ 9 phiếu ủng hộ. Nga cho biết đã yêu cầu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp đặc biệt khẩn cấp về cuộc xung đột. Tại phiên họp này, Nga có thể trình một dự thảo nghị quyết để toàn bộ 193 thành viên Đại hội đồng bỏ phiếu. Không quốc gia nào có quyền phủ quyết trong phiên họp của Đại hội đồng, nhưng các nghị quyết thông qua theo cách này không mang tính ràng buộc dù vẫn có sức nặng chính trị. Tình hình tội phạm mạng trong khu vực Đông Nam Á năm 2022 vẫn diễn biến rất phức tạp. Số lượng các vụ tấn công nhằm vào các doanh nghiệp tại ASEAN đã tăng lên nhanh chóng so với năm ngoái. Mỹ cho biết các hành vi tội phạm mạng và tấn công mạng đang khiến các quốc gia ASEAN chịu thiệt hại lớn và Washington cam kết sẽ hợp tác với các đối tác trong khu vực để đối phó với vấn nạn này. Ngày 18 tháng 10, trong cuộc trao đổi trực tuyến với giới truyền thông, Annie Neuberger, phó trợ lý Tổng thống Mỹ kiêm phó cố vấn an ninh quốc gia về công nghệ mạng và công nghệ mới nổi thông báo, các cuộc xâm nhập và tấn công mạng đã gây thiệt hại hơn 189 tỷ đô la Mỹ cho khu vực ASEAN. Quan chức Mỹ đồng thời cho hay, trên quy mô toàn cầu, dữ liệu từ FBI và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho thấy thiệt hại trung bình xảy ra do tội phạm mạng dự kiến sẽ tăng từ 8.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 lên hơn 23.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Đây là con số đáng báo động trong bối cảnh số vụ tấn công mạng đang không ngừng gia tăng trên khắp thế giới. Bà Neuberger nhận định, các cuộc tấn công mạng đã trở nên tràn lan, nhắm mục tiêu không chỉ vào các tổ chức chính phủ mà còn cả các doanh nghiệp và dân thường. Những cuộc tấn công này bao gồm các hành vi xâm phạm nhằm đánh cắp dữ liệu và thông tin, sau đó chúng sẽ được sử dụng để lấy cắp tiền từ nạn nhân. Bà Neuberger nói, vấn nạn này đang tác động đáng kể đến người dân, các công ty và cơ sở hạ tầng như bệnh viện, trường học ở nhiều quốc gia trong khu vực và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó tới an ninh quốc gia của các nước. Bà nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Ấn Độ-Thái Bình Dương trong việc giúp khu vực phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, đồng thời đảm bảo sự phát triển này an toàn và Washington có thể chung tay với các đối tác và đồng minh nhằm giải quyết vấn đề về an ninh mạng. Bà Neuberger cho hay, Mỹ đang hợp tác với nhiều quốc gia hơn để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng trong bối cảnh Washington chuyển từ hoạt động điều tra đơn thuần sang các nỗ lực nhằm làm gián đoạn hoạt động của tội phạm mạng. Trước đó, Mỹ đã phát động một sáng kiến quốc tế nhằm chống lại vấn nạn tội phạm mạng với hàng chục quốc gia là thành viên. Mỹ cũng đang mời thêm nhiều quốc gia tham gia sáng kiến này để chung tay đối phó với vấn nạn tội phạm và tấn công mạng. Bà Neuberger nhận định, tội phạm mạng là một thách thức thực sự trong khu vực và chúng ta cần mọi quốc gia hợp tác để giải quyết vấn đề này.
Tội phạm mạng không có hộ chiếu, vì vậy chúng ta cần tất cả các nước tham gia trong cuộc chiến này. Ông Putin đã có chuyến thăm Trung Quốc để tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai Con đường và hội đàm với một số nguyên thủ, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau khi rời khỏi cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, một số đoạn video đã quay lại cận cảnh hai chiếc vali hạt nhân đi theo bên cạnh Tổng thống Putin. Theo Telegraph, các đoạn video do truyền thông Nga đăng tải ngày 18 tháng 10 cho thấy, Tổng thống Putin bước ra từ đại lễ đường ở thủ đô Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong nhóm an ninh theo sau nhà lãnh đạo Nga là sĩ quan hải quân mang theo một thứ gọi là vali hạt nhân, vật có thể được sử dụng để phát lệnh tấn công hạt nhân. Phóng viên của RIA trong nhóm truyền thông Tháp Tùng đăng tải đoạn video cùng với dòng bình luận, những chiếc vali này giúp chuyến đi của Tổng thống Putin được trọn vẹn. Vali hạt nhân được coi là một trong những biểu tượng quyền lực của nhà lãnh đạo Nga. Từ trước đến nay, những chiếc cặp này vẫn luôn ở cạnh Tổng thống Nga nhưng chúng hiếm khi được quay phim lại. Tại Nga, có 3 quan chức cấp cao được sở hữu những chiếc vali hạt nhân, trong đó có một chiếc dành cho Tổng thống, 2 chiếc còn lại cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Nói cách khác, hiện nay, ngoài Tổng thống Putin, 2 quan chức khác của Nga sở hữu chiếc vali hạt nhân, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov. Vali này do các sĩ quan tháp tùng Tổng thống mang theo. Người này luôn theo sát Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Nga cả ngày lẫn đêm, để việc ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 3 vali hạt nhân được kết nối với một mạng lưới chỉ huy dự phòng gọi là CAPCAT, gồm cáp tín hiệu, thiết bị truyền radio và vệ tinh. 3 vali này về cơ bản là thiết bị liên lạc đầu cuối, cung cấp thông tin cho những người sử dụng chúng về một cuộc tấn công có thể xảy ra và cho phép họ tham vấn ý kiến của nhau. Nếu Tổng thống Nga quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân, mệnh lệnh sẽ truyền đi từ vali hạt nhân đến thiết bị tiếp nhận, gọi là Baksan, đặt tại sở chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng. Lực lượng tên lửa, hải quân và không quân thông qua mạng lưới thông tin liên lạc được gọi là KABEC. Năm 2019, lần đầu tiên kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ các thành phần bên trong chiếc vali hạt nhân này và giới thiệu về cách thức hoạt động của nó. Mặc dù chiếc vali hạt nhân này được giới thiệu trước công chúng là mẫu cũ với tuổi đời hàng chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên một thiết bị như vậy được phép giới thiệu cho công chúng trong tình trạng mở. Tương tự như Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ cũng có một thiết bị như vậy mà chúng gọi là quả bóng hạt nhân. Chiếc cặp có chứa mật mã mà Tổng thống Mỹ dùng để kích hoạt lệnh tấn công hạt nhân trong trường hợp vị Tổng thống này không có mặt ở Nhà Trắng. Ngày 18 tháng 10, phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu quan điểm về các vấn đề liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel. Theo Tổng thống Putin, lãnh đạo của các quốc gia Trung Đông không muốn xung đột Palestine-Israel tiếp diễn và biến thành một cuộc chiến toàn diện. Ông Putin chia sẻ với các phóng viên rằng, nói về ấn tượng của tôi sau cuộc hội đàm với 5 nhà lãnh đạo trong khu vực. Tôi thấy những cuộc đàm phán này rất quan trọng và kịp thời. Tôi nhận thấy rằng không ai muốn cuộc xung đột này tiếp tục và leo thang. Không ai sẵn sàng cho một cuộc xung đột leo thang và biến thành một cuộc chiến toàn diện. Tổng thống Putin cũng mô tả cuộc tấn công nhắm vào bệnh viện ở Gaza hôm ngày 17 tháng 10 là thảm kịch. Ông Putin nói về vụ tấn công ở bệnh viện, một thảm kịch xảy ra ở đó. Tôi phải nói đó là một sự kiện khủng khiếp, hàng trăm người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, đây chắc chắn là một thảm họa. Tổng thống Nga cho biết, ông hy vọng thảm kịch bệnh viện ở dải Gaza sẽ là tín hiệu chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột đang diễn ra, ông Putin nhấn mạnh. Trong mọi trường hợp, mọi thứ phải hướng tới khả năng bắt đầu đối thoại và đàm phán. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, ông Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về tình hình leo thang ở Trung Đông và việc giải quyết xung đột Palestine-Israel trong cuộc điện đàm. Ông Putin nói rằng Nga luôn ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine có chủ quyền. Theo Tổng thống Putin, ông không biết liệu cuộc khủng hoảng đang diễn ra có dẫn đến việc thành lập nhà nước Palestine hay không. Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng đó sẽ là một động thái đúng đắn bởi vì tình hình hiện tại sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Ngày 17 tháng 10, các phương tiện truyền thông Ả Rập đưa tin các cuộc không kích của Israel vào khu trung tâm thành phố Gaza đã đánh trúng một bệnh viện. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người thương vong, bệnh viện biến thành đống đổ nát. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phủ nhận các cáo buộc có liên quan tới vụ việc. IDF tuyên bố, vụ nổ mạnh ở bệnh viện Gaza là do một tên lửa bắn nhầm được phóng từ bên trong dải Gaza. IDF đổ lỗi cho nhóm thanh chiến Hồi giáo về vụ tấn công tên lửa vào bệnh viện. Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng,
giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine hiện nay, ông Putin nói. Mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là thực hiện công thức hai nhà nước của Liên Hợp Quốc, trong đó thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình và đảm bảo an ninh với Israel. Như chúng ta đã thấy, Israel đã bị tấn công tàn khốc chưa từng có. Tất nhiên, họ có quyền tự vệ, đó là quyền cùng tồn tại hòa bình. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, điều quan trọng là phải nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình. Ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel. Theo Tổng thống Putin, tình hình ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn là kết quả từ chính sách thất bại của Mỹ vì Washington không quan tâm đến việc tìm kiếm sự thỏa hiệp trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel đang nóng lên từng ngày, ngày 18 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo rằng cả Israel và Palestine đang có nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mới do các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau. Theo bà Leyen, việc gia tăng đáng kể những phát ngôn phẫn nộ và các vụ tấn công ở châu Âu trong thời gian vừa qua là hệ quả của tình trạng bạo lực ở Trung Đông. Bà cũng khẳng định những kẻ thực hiện vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi ở giải Gaza phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch EC cho rằng Israel và Palestine đang bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực mới sau các vụ bắn rocket của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong bối cảnh lo ngại các cuộc tấn công đáp trả sau vụ không kích vào bệnh viện Al-Ali Al-Arabi, chính quyền Israel khuyến cáo công dân nước này lập tức rời Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đài RT, hôm 17 tháng 10, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã nâng khuyến cáo đi lại tới Thổ Nhĩ Kỳ lên mức cao nhất trong cảnh báo 4 mức của nước này. Truyền thông Israel trích dẫn tuyên bố của NSC cho biết, vì những sự kiện gần đây, hiện có lo ngại về động cơ ngày càng tăng của những kẻ khủng bố và những kẻ tấn công đơn lẻ nhắm vào người Israel ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn người tham gia biểu tình tại thành phố Istanbul và thủ đô Ankara bên ngoài các phái bộ ngoại giao của Israel để phản đối vụ tấn công. Văn phòng Thống đốc Istanbul thông báo đã bắt giữ 5 người biểu tình tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Israel tại Istanbul. Theo tờ Financial Times, tình hình tại châu Âu có thể còn bất ổn hơn nữa nếu các nước Ả Rập chuyển hướng dòng người tị nạn Palestine sang châu Âu. Sẽ là thảm họa cho châu Âu nếu họ phải tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn vì xung đột. Gần đây, khi Israel tuyên bố tiến hành chiến dịch trên bộ và nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của dải Gaza, châu Âu đã đề nghị Ai Cập cho trú ẩn một thời gian hơn 1 triệu người Palestine. Điều này khiến chính quyền Cairo vô cùng tức giận. Tờ Financial Times đã cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra và trích dẫn lời một quan chức cấp cao Ai Cập, người đã nói chuyện cởi mở với một đồng nghiệp đến từ châu Âu về vấn đề này. Financial Times lưu ý rằng Ai Cập không muốn thấy tại đất nước của họ xuất hiện một cộng đồng những người đang gặp nhiều vấn đề khi họ có thể muốn chiến đấu với Israel và từ đó gây ra vấn đề cho Ai Cập, quốc gia muốn tránh xa xung đột. Không chỉ có vậy, nền kinh tế Ai Cập cũng có thể phản ứng tiêu cực trước sự xuất hiện đột ngột của quá nhiều người tị nạn. Nguồn tin nhấn mạnh rằng Ai Cập rất tức giận trước nỗ lực áp đặt một số lượng lớn người tị nạn lên đất nước này. Hơn nữa, họ còn đe dọa sẽ chuyển hướng người Palestine từ dải Gaza sang các nước EU và nhiều quốc gia Ả Rập khác cũng sẽ làm điều này. Quan chức Ai Cập nói thẳng với đại diện châu Âu rằng, bạn có muốn chúng tôi tiếp nhận 1 triệu người không? Chúng tôi sẽ gửi họ tới châu Âu. Bạn quan tâm rất nhiều đến nhân quyền, vì vậy hãy chấp nhận những người tị nạn. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện, phía Ai Cập lưu ý rằng triển vọng người Palestine trở lại vùng đất của họ là rất mơ hồ. Những người tị nạn Palestine bị buộc rời khỏi nơi thường trú của họ đã ở lại Liban và Jordan trong nhiều thập kỷ qua. Không có thỏa thuận nào được ký kết trước đây giữa Israel, Ai Cập, Palestine và Jordan trong việc cấp cho người tị nạn Palestine quyền trở về. Ngoài ra, Israel không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc tạo ra vấn đề người tị nạn và Israel cũng không trả bất kỳ khoản bồi thường nào. Tiểu đoàn Azov với những chiến binh mang nặng tư tưởng cực đoan là một trong những nguyên nhân khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong trận chiến ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, tiểu đoàn Azov được cho là nòng cốt sức kháng cự của lực lượng Ukraine. Mới đây, chiến binh tiểu đoàn Azov khét tiếng của Ukraine Oleksandr Ivansov đã chia sẻ lại câu chuyện sống sót và trốn thoát khó tin khỏi địa ngục Azovstan nằm ở phía đông Mariupol khi pháo đài này bị Nga bao vây, kiểm soát. Theo Euromaidan Press, khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Oleksandr Ivansov thậm chí còn không ở trong nước, nhưng anh đã nhanh chóng quay trở lại Ukraine. Trước đó, Oleksandr ở Irpin, tỉnh Kiev, từng chiến đấu trong trung đoàn Azov từ năm 2015 đến năm 2020. Khi trở về nước tham gia xung đột với Nga vào tháng 2 năm ngoái, Oleksandr là thành viên của nhóm cứu hộ bay bằng trực thăng tới nhà máy gang thép Azovstan, một nhà máy khổng lồ ở phía đông nam Mariupol.
Azovstal đã trở thành thành trì nổi tiếng biểu tượng cho sự kháng cự quyết liệt của Ukraine trước Nga. Oleksandr Ivansov nói, "Tôi hiểu rằng tôi có thể sẽ thiệt mạng, nhưng tôi biết khi còn sống, tôi phải sống mỗi ngày một cách đàng hoàng, để khi ra đi không có ai có thể nói tôi là kẻ hèn nhát. Bạn phải trở nên hữu ích nhất có thể mỗi ngày trong cuộc đời. Từng phút, từng ngày, bạn phải sống xứng đáng." Hồi giữa tháng 4 năm ngoái, tình báo quân sự Ukraine đã tổ chức chuyến bay cứu hộ mang theo vật tư, quân dự bị và sơ tán những người bị thương ở pháo đài Azovstal. Theo người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tướng Kirilo Budanov, Ukraine đã tiến hành 7 nhiệm vụ như vậy tới Azovstal trong thời gian Nga bao vây pháo đài này. Chiến binh của tiểu đoàn Azov khét tiếng nhớ lại. "Tôi đến Azovstal trong trang phục dân sự, không mặc gì ngoài áo chống đạn, mũ bảo hiểm, mang súng trường tấn công." Oleksandr có mặt trên chiếc trực thăng đầu tiên chở quân phòng thủ Ukraine đến Mariupol, lúc này đang bị Nga bao vây. Được dẫn dắt bởi chỉ huy Azov huyền thoại Oleksandr Katrik, các chiến binh Ukraine như Oleksandr nóng lòng muốn gặp chỉ huy tối cao của Azov, Denis Radis Prokopenko, và tham gia chiến dịch giải phóng Mariupol. Cuộc bao vây Mariupol của lực lượng Nga kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022. Quân đội Nga cuối cùng đã chiếm được phần lớn thành phố. Hàng nghìn người dân thường và binh sĩ Ukraine, bao gồm cả các chiến binh từ trung đoàn Azov, đã trú ẩn và cố thủ trong các nhà máy thép Azovstal. Oleksandr là một trong số họ. Anh nói, "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ thiệt mạng ở đó, nhưng bộ chỉ huy cấp cao đã đưa ra một quyết định khác là chấp nhận đầu hàng để trao đổi tù nhân và sơ tán những người bị thương. Tôi đồng ý rằng đó là một lựa chọn hợp lý bởi chúng tôi có số lượng người bị thương rất rất lớn. Và để cứu sống những người bị thương nặng, có lẽ chúng tôi phải thực hiện bước này." Và giữa tháng 5 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng bảo vệ Azovstal sơ tán để bảo vệ tính mạng của họ. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Oleksandr đã đến gặp chỉ huy và yêu cầu được ở lại Azovstal. Oleksandr nói rằng những người lính đóng quân ở Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi cầm chân được quân Nga, dành thời gian cho các đơn vị khác triển khai ở các khu vực khác. Oleksandr chia sẻ, "Tôi quyết định ẩn náu và chờ đợi. Tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội sống sót ở đây hơn là bị Nga giam cầm. Những người trong trung đội tôi đã đến, bắt tay tôi và chúc tôi may mắn." Việc ẩn náu ở Azovstal không khó vì pháo đài này rất rộng lớn và ở đây có rất nhiều nơi mà con người không muốn đến, như những căn phòng bị chôn vùi, đường hầm dưới lòng đất, hệ thống thu gom nước thải. Cùng với một đồng đội, Oleksandr đã tìm thấy một miệng cống và một miệng hầm nhỏ rất sâu dẫn đến một căn phòng nhỏ dưới lòng đất sâu 3 mét để ẩn náu. Tuy nhiên sau đó, đồng đội của Oleksandr đã đổi ý, chỉ còn lại một mình Oleksandr. Oleksandr nói, "Chúng tôi vận chuyển nệm, chăn, thức ăn, nước uống vào hố đó. Chúng tôi dự định ở lại đó cùng nhau, nhưng vào phút cuối, đồng đội của tôi đã lùi bước và quyết định đi cùng những người khác, sơ tán khỏi Azovstal." Oleksandr đã trốn trong một tuần. Trong căn phòng bí mật của mình, anh đã nghĩ ra nhiều kịch bản khác nhau để trốn thoát và cân nhắc những lựa chọn khác nhau về những gì sẽ nói nếu bị bắt. Oleksandr nói, "Trời tối như mực, tôi đã ngủ rất nhiều để giết thời gian. Sau đó vào ngày thứ bảy, tôi cảm thấy thực sự tồi tệ và nếu không thoát ra ngoài, tôi sẽ thiệt mạng ở đó, cô đơn và bị lãng quên." Cuối cùng, Oleksandr quyết định rời khỏi nơi ẩn náu và cố gắng tiếp cận các vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát. Anh thay quần áo dân sự, tháo rời vũ khí và giấu hoặc trôn chúng. May mắn, Oleksandr đã có thể di chuyển một cách bí mật và khá dễ dàng qua mặt quân Nga đang kiểm soát Azovstal. Oleksandr nói, "Tôi chọn tuyến đường của mình một cách cẩn thận, tránh các trạm kiểm soát. Tôi bước vài bước, lại dừng lại và lắng nghe những tiếng động xung quanh, kiểm tra địa hình, xem người Nga có ở gần không. Tôi phải mất một thời gian dài mới đi hết được một quãng đường rất ngắn." Dù ở gần dưới tuyến của thành phố Mariupol, nhưng Oleksandr phải mất một thời gian dài mới đến được đó. Anh đi bộ suốt đêm để vượt qua Mariupol. Vào thời điểm đó, bất chấp những nguy hiểm xung quanh, Oleksandr cảm thấy tự do. Gió biển và nắng ấm vuốt ve khuôn mặt anh. Anh hân hoan với cây xanh, tiếng chim hót líu lo và bầu trời xanh. Oleksandr không chia sẻ về hành trình đi bộ 200 km đầy nguy hiểm của mình qua các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Anh dự định sẽ tiết lộ tất cả các chi tiết về cuộc trốn chạy khỏi địa ngục táo bạo của mình trong cuốn sách anh đang viết. Oleksandr viết trên Instagram rằng, "Sau địa ngục Mariupol và Azovstal, đi bộ 200 km, đôi chân mòn mỏi và chảy máu. Cuối cùng, tôi cũng đến được lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát và ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của tự do. Tôi đã về nhà, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây, tôi rất vinh dự được trở lại vùng chiến sự." Hiện tại, Oleksandr đã trở lại tiền tuyến và đang là thành viên của lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3, nơi anh làm việc trong lĩnh vực tình báo, giám sát và trinh sát trên không.
Khi dải Gaza phải liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích dữ dội, nhiều người dân tại đây đã tìm kiếm sự an toàn trong các bệnh viện. Tuy nhiên giờ đây, những nơi này đã quá tải vì số lượng thương vong và tử vong ngày càng gia tăng. Trước khi xảy ra vụ nổ thảm khốc, bệnh viện Batis Al-Ali ở trung tâm thành phố Gaza là nơi trú ẩn cho hàng nghìn người buộc phải sơ tán. Tuy nhiên hiện tại bệnh viện này đã trở thành một đống đổ nát. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại bờ Tây và Gaza, tiến sĩ Richard Pipercorn cho biết, những người dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông nói, họ tới những bệnh viện vì họ mong đợi đây là những nơi an toàn, thế nhưng bây giờ ngay cả bệnh viện cũng không còn là nơi an toàn nữa. Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 20 nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã thiệt mạng ở Gaza. Trong khi đó, các dịch vụ y tế ở Gaza đang trên bờ vực và nguồn cung cấp thực phẩm và nước đang cạn kiệt. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc UNRWA cảnh báo, 20 trong số 23 bệnh viện đang rơi vào tình trạng nguyên liệu dự trữ gần như cạn kiệt. Tiến sĩ Mohamed Ghonaim là bác sĩ cấp cứu nói rằng, chúng tôi bị rơi vào tình huống cực kỳ khó khăn. Những ngày tới, nhiên liệu sẽ cạn kiệt, không có điện, không có máy bơm oxy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận người dân vào viện. Ông nói thêm rằng, không có thuốc tự y tế, không có xăng, không có thuốc men, chúng tôi chẳng có gì. Cùng cảnh ngộ, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở Gaza, Nadan Abel cho biết, anh và những người đồng nghiệp của mình đang làm việc suốt 24 giờ nhưng vẫn bị quá tải. Nhiều bệnh nhân thậm chí phải chờ vài ngày để được phẫu thuật. Bác sĩ Nada Anbel nói rằng, có quá nhiều bệnh nhân trong khi đội ngũ y tế không đủ. Bác sĩ Ahmed Mohanna là người quản lý hai chi nhánh của bệnh viện Al-Ada cho biết, các bác sĩ đang bị quá tải vì số bệnh nhân ngày càng tăng lên. Trong khi đó, giám đốc điều hành Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới Ariel Benoit cho biết, nhiều người trong số 300 nhân viên ở Gaza, bao gồm các bác sĩ phẫu thuật và y tá, bỏ cuộc để giành lấy mạng sống cho bản thân và gia đình. Bác sĩ Benoit nói, nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã quyết định từ bỏ, rời khỏi Gaza cùng gia đình để tìm kiếm sự an toàn. Họ kiệt sức rồi. Một nhân viên y tế khác cho biết, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Hàng giờ tôi phải tự trấn an bản thân, hạn chế suy nghĩ về những tình huống xấu nhất. Ngoài những người quyết định rời bỏ Gaza, nhiều bác sĩ và y tá khác đã chọn ở lại và tiếp tục làm việc tốt nhất có thể để giúp đỡ những người gặp nạn. Là một trong những người con còn bám trụ tại Gaza, bác sĩ nhi khoa Eha Bader cho biết, việc cứu chữa cho bệnh nhân ngày càng tuyệt vọng, bác sĩ Bader nói. Tình hình ở bệnh viện thật thảm khốc, chúng tôi chỉ còn vài giờ nữa là hết điện. Bác sĩ Bader cho biết thêm rằng, nguồn điện của bệnh viện đến từ các máy phát điện khí đốt. Điều này đặt các đội phẫu thuật vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ông cũng đặc biệt lo lắng về việc nhiều bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt sẽ không có máy thở và các máy móc y tế khác. Israel là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu tiêm kích F-35. Nước này tiếp nhận lô F-35 đầu tiên vào năm 2016 và sử dụng trong chiến đấu năm 2018. Hồi tháng 7 vừa qua, The Times of Israel đã dẫn nguồn từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Tel Aviv đã quyết định mua phi đội tiêm kích tàng hình F-35 thứ 3 từ Mỹ với giá trị thỏa thuận lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Điểm đáng lưu ý là bài viết nhấn mạnh rằng 25 chiếc tiêm kích thế hệ năm này sẽ nâng tổng số F-35EAD của Không quân Israel IAF lên con số 75 chiếc trong những năm tới. Ở thời điểm đó, CEO của chi nhánh Lockheed Martin tại Israel, ông Joshua Sani đã đưa ra bình luận rằng IAF đã chứng tỏ năng lực của các phi đội 116 và 140 trong các hoạt động quan trọng. Trước đó, Israel đã mua tất cả là 50 chiếc F-35 từ Lockheed Martin và chúng sẽ được giao theo nhiều đợt từ 2 đến 3 chiếc. Lô hàng đầu tiên được chuyển giao vào tháng 12 năm 2016 và dự kiến sẽ được giao hết năm 2024. Tính đến tháng 7 năm nay, IAF đã sở hữu 39 chiếc F-35E, tức là trung bình, mỗi 2 tháng họ nhận được 1 chiếc. Như vậy, rất có thể vào tháng 10 năm nay, IAF đã có trong tay khoảng 40 chiếc F-35E-AD thuộc phi đội 116, Sư tử Phương Nam và phi đội 140 Đại Bàng Vàng, đều đóng tại căn cứ không quân Nevatim, cách Gaza khoảng 50 km đường chim bay. Cho tới thời điểm hiện tại, F-35EAD và những chiếc F-35 duy nhất và cũng là biến thể duy nhất trên phạm vi toàn cầu từng trực tiếp tham chiến. Và đây là khác biệt đầu tiên giữa F-35E với những người anh em. F-35EAD trong tiếng Do Thái có nghĩa là hùng cường.
Dù có nhiều điểm chung cơ bản với biến thể F-35A của Không quân Mỹ, USAF, nhưng lại sở hữu những cải tiến độc đáo của Israel. Hồi tháng 11 năm 2020, IAF thông báo nhận một chiếc F-35I thử nghiệm độc nhất trong số 4 chiếc được giao vào tháng 8. Hành động được cho là để triển khai tích hợp các hệ thống điện tử và vũ khí do Israel sản xuất trên những chiếc F-35 được nhận sau này. Từ thông tin này và những gì Time of Israel mô tả trong bài viết, có thể thấy những chiếc F-35 được bàn giao trước thời điểm này là F-35A và có thể F-35I-AD chỉ chiếm khoảng 20 chiếc. Theo những thông tin được Israel công bố, những thay đổi trên F-35I bao gồm máy tính chính thức được mở rộng khả năng cho các thiết bị hỗ trợ Make in Israel như thiết bị gây nhiễu, hệ thống vũ khí do Israel sản xuất bên cạnh việc có thể bổ sung thùng nhiên liệu. Vai trò tối quan trọng của F-35I trong các đợt xung đột ở Gaza đã được một chuyên gia quân sự người Israel, Jacob Lapin, tiết lộ từ lâu. Cụ thể, trong cuộc xung đột vào mùa hè năm 2021, ông Lapin cho rằng F-35I và có thể là cả F-35A là một chiếc máy tính có cánh và theo ông, cỗ máy này rất phù hợp để bay và giám sát trên bầu trời đầy rẫy các cuộc tấn công bằng rocket. Chúng có thể đóng vai trò hộ tống hoặc hỗ trợ cho các tiềm kích ném bom khác của Israel mà cụ thể là F-16I Sofa. Khi nhận xét về nhận định của vị chuyên gia Israel, các biên tập viên của trang tin Bulgari Military cho biết, nhận định của ông Lapin khá logic nếu xét tới vụ việc F-16I bị tên lửa phòng không Syria bắn hạ vào năm 2018. Một chiếc F-35I có mặt trên bầu trời có thể thu thập lượng dữ liệu lớn, đóng vai trò người dẫn đường hoàn hảo cho ngựa thổ F-16I khai hỏa tên lửa và bom liệm. Các biên tập viên cho biết thêm, không nghi ngờ gì về việc tiêm kích đa năng F-35 được phát triển trang bị vũ khí hạng nặng. Nhưng hóa ra, nó lại được các chỉ huy Israel sử dụng như một công cụ trinh sát. Nó cũng có thể trực tiếp tham gia không kích, nhưng trong đa phần thời gian, nó sẽ tham gia việc lập bản đồ chính xác và chỉ ra các vị trí của Hamas trong các tòa nhà ở Gaza. Theo các biên tập viên của trang tin Bulgari Military, để không kích chính xác, Israel cần có tin tình báo chất lượng về các vị trí của đối phương và hãy nhớ rằng đây là khu vực đông dân cư nên các đòn tấn công phải chính xác và tức thời. Nhiều khả năng F-35 đã được sử dụng trong những giờ đầu tiên. Nó có thể bay ở độ cao lớn và trong trường hợp đối phương không có radar, F-35 của Israel là công cụ trinh sát hoàn hảo để dẫn hướng cho pháo binh Israel tấn công vào các vị trí được cho là của đối phương. Biển Đen đang là một trong những mặt trận nóng rẫy của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã hạ một số UAV Ukraine trên Biển Đen và điều máy bay phá hủy xuồng tự sát của đối phương trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên khu vực Biển Đen vào tối 17 tháng 10, lực lượng tác chiến đường không thuộc hạm đội Biển Đen đã phát hiện và phá hủy một xuồng không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, phía Moscow không nêu rõ loại máy bay tham gia vụ đánh chặn. Trước đó, truyền thông Nga đã đăng tải video cho thấy Nga dường như đang thử nghiệm một loại UAV có thể theo dõi và phá hủy xuồng không người lái mang chất nổ của Ukraine. Điều này có thể sẽ là mối đe dọa đối với các cuộc tấn công bằng xuồng tự sát của Ukraine trên biển. Việc thử nghiệm loại UAV mới này sẽ giảm bớt áp lực cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ và vừa, máy bay phản lực và trực thăng của hạm đội Biển Đen của Nga. Những loại phương tiện này thường được sử dụng để phá hủy các tàu mặt nước không người lái USV được trang bị vũ khí. Các hãng truyền thông của Nga đã đăng tải đoạn video được cho là hoạt động thử nghiệm loại UAV bí ẩn này. UAV cất cánh từ khu vực bờ biển và tiếp cận một chiếc xuồng không người lái đang bám theo một con tàu. Sau đó, chiếc UAV lao xuống chiếc xuồng và phát nổ. Khi mảnh vỡ từ UAV bắn ra, chúng vào chiếc xuồng, mục tiêu sẽ bị phá hủy hoặc hỏng hệ thống vệ tinh dẫn đường khiến xuồng mất kiểm soát. Gần đây, Ukraine nhiều lần dùng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát tấn công các vị trí của hạm đội Biển Đen, cùng khu vực trên và xung quanh bán đảo Crimea. Giới chức Ukraine tuyên bố những vụ tấn công này nhằm ngăn Nga phong tỏa Biển Đen và giúp họ kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng. Ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay của hạm đội Biển Đen đã phá hủy một phương tiện không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine trên Biển Đen. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Mua sắm Công nghệ và Hậu cần ATLA thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố hoàn tất đợt bắn thử trên biển với pháo điện tử dành cho tàu chiến. Đây là đợt bắn thử đầu tiên của mẫu pháo điện tử này trong bối cảnh quân đội Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường năng lực trên biển. ATLA cho biết, chúng tôi đang thúc đẩy triển khai công nghệ pháo điện tử càng sớm càng tốt nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi các mối đe dọa trên không và trên biển. Giới chức Nhật Bản không tiết lộ thêm thông tin, nhưng đã công bố video về đợt bắn thử cho thấy nhiều góc độ của khẩu pháo trong quá trình khai hỏa. Hồi đầu tháng 5 năm nay, nguyên mẫu pháo điện tử hạng trung của ATLA đã xuất hiện, có khả năng bắn các đầu đạn bằng thép với cỡ nòng 40mm và khối lượng 320g.
Đạn pháo dường như đạt sơ tốc đầu nòng khoảng 2,2 km/giây, gấp 6,5 lần vận tốc âm thanh, nhưng chưa rõ tầm bắn cụ thể. Hiện chưa rõ pháo điện tử có khả năng được đưa vào biên chế lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản JMSDF hay không, cũng như loại tàu chiến được trang bị vũ khí này. Trước đó năm 2015, JMSDF đã công bố thiết kế tàu khu trục lớp Meya, cho thấy nó có thể được lắp pháo điện tử nhờ được trang bị máy phát điện công suất lớn hơn các thế hệ chiến hạm trước đó. Hồi đầu năm ngoái, Nhật Bản đã phát triển pháo điện tử nhằm đối phó với vũ khí siêu vượt âm mà Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang sở hữu hoặc hoàn thiện. Pháo điện tử được Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát triển sẽ củng cố năng lực của nước này nhằm đánh chặn vũ khí siêu âm và đáp trả các vụ tập kích tên lửa, vốn được một số chuyên gia nhận định là lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nhật Bản. Pháo điện tử sẽ sử dụng dòng điện tạo ra từ trường mạnh để phóng viên đạn đi với vận tốc nhanh hơn nhiều so với hệ thống đánh chặn thông thường, đồng thời có thể khai hỏa liên tục. Kết hợp với tên lửa tầm xa, pháo điện tử có thể cung cấp cho Nhật Bản năng lực đánh chặn nhiều lớp. Một nhà hoạch định chính sách cho biết, Tokyo phát triển pháo điện tử không chỉ để chặn tên lửa siêu vượt âm mà còn răn đe bất cứ ai muốn dùng vũ khí này chống lại họ. Trong ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá 2022, Nhật đã dành 56 triệu đô la Mỹ để phát triển nguyên mẫu pháo điện tử với mục tiêu biên chế mẫu vũ khí này cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản JSDF vào cuối thập niên 2020. Tên lửa đánh chặn có thể đạt tốc độ tối đa hơn 6.000 km/giờ, trong khi đạn bắn từ pháo điện tử có thể đạt tốc độ trên 7.200 km/giờ. Trong giai đoạn nghiên cứu, một nguyên mẫu pháo điện tử của Nhật Bản đã bắn viên đạn với tốc độ gần 8.200 km/giờ. Tốc độ đầu đạn lớn và khả năng khai hỏa liên tiếp của pháo điện tử cho phép chúng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm hiệu quả hơn. Nhật Bản phát triển pháo điện tử trong bối cảnh Nga, Trung Quốc đã biên chế và đang phát triển vũ khí siêu vượt âm. Triều Tiên cũng nhiều lần thử tên lửa siêu vượt âm. Mỹ và một số quốc gia khác cũng đang nghiên cứu pháo điện tử, song chưa bên nào thành công khi đưa công nghệ này vào ứng dụng thực tế. Các xe tăng Abrams sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine khi đã được bàn giao đầy đủ. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, 31 xe tăng M1 A1 Abrams cam kết được viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine đã được bàn giao đầy đủ. Đại diện của quân đội Hoa Kỳ, đại tá Martin O'Donnell đã công bố thông tin này. Ông O'Donnell đã chia sẻ rằng, bên cạnh việc cung cấp xe tăng chính chiến, Ukraine cũng đã nhận được đạn dược và tất cả các bộ phận cần thiết để bảo trì xe tăng. Hơn nữa, binh sĩ Ukraine đã tham gia vào khóa huấn luyện quản lý xe tăng Abrams tại Đức, cũng đã trở về quê hương và sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tới. Đại tá O'Donnell đã nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã hoàn thành phần thỏa thuận của mình và Ukraine sẽ tự quyết định cách sử dụng và thời điểm triển khai những vũ khí này trên chiến trường để đạt được hiệu suất tối ưu. Tuy nhiên, ông O'Donnell cũng lưu ý rằng, xe tăng Abrams là một phương tiện bọc thép cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là quyết tâm đạt được bước đột phá của Ukraine. Đáng lưu ý, xe tăng Abrams đầu tiên đã được giao cho Ukraine vào cuối tháng 9, tuy nhiên chúng vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường và thời điểm triển khai còn phụ thuộc vào tiến trình tiếp nhận đội hình. Quyết định gửi số lượng này sang Ukraine đã được đưa vào cuối tháng 1 năm nay và sau 8 tháng rưỡi, tiến trình tiếp nhận 31 xe tăng Abrams của Mỹ đã hoàn thành. Bên cạnh xe tăng Abrams, quân đội Ukraine đang chờ đợi sự cung cấp của tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon. Dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2023 để nâng cao khả năng tác chiến đa dạng trong quân đội. M1 A1 Abrams là phiên bản nâng cấp của loại xe tăng chủ lực M1 Abrams được sản xuất bởi hãng General Dynamics của Mỹ vào năm 1985. Năm 1986, nó đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ. Xe tăng có trọng lượng khoảng 57 tấn, chiều dài tổng thể bao gồm cả pháo là 9,83 m, chiều rộng 3,66 m, chiều cao 2,44 m. Một đội chiến đấu của xe tăng bao gồm 4 người. Theo quân đội Mỹ, M1 A1 Abrams được trang bị động cơ thừa bin khí AGT-1500 của APCO Lycoming với công suất lên đến 1.500 mã lực, cho phép nó di chuyển với vận tốc tối đa lên đến 67 km/h và có tầm hoạt động 465 km. Xe tăng M1 A1 Abrams có khả năng tăng tốc từ 0 lên 32 km/h chỉ trong vòng 7 giây. Phiên bản này được nâng cấp với lớp giáp bảo vệ tốt hơn so với phiên bản trước đó. Cả tháp pháo phía trước và giáp thân được gia cố bằng lớp giáp composite tiên tiến và được bảo vệ bằng uranium để đảm bảo sự an toàn tốt hơn. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1 A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm, ban đầu được phát triển bởi Rheinmetall 2A5 của Đức. Khẩu pháo này có khả năng bắn chính xác vào các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 4 km. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2
đã được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương. Xe tăng có một tổng số đạn là 40 viên, trong đó có 34 viên đạn được lưu trữ trong tháp pháo và 6 viên còn lại được lưu trữ trong khoang chiến đấu. Ngoài khẩu pháo chính, M256, M1A1 Abrams còn trang bị một số vũ khí khác, bao gồm súng máy M240 7,62mm đồng trục, một khẩu súng máy 7,62mm khác lắp trên nóc được điều khiển bởi xạ thủ và một khẩu súng máy Browning M250 12,7mm được điều khiển bởi chỉ huy xe tăng. Hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng với Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Nga. Việc thành lập quỹ được tổ chức trùng với chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc bắt đầu từ hôm 17 tháng 10. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga sẽ thành lập quỹ phát triển ngành hàng không dân dụng với các đối tác Trung Quốc. Cơ quan thông tấn TASS đã được dịch vụ báo chí của RDIF thông báo về điều này. Theo công bố, ngân sách của tổ chức mới được tạo ra sẽ là 100 tỷ rúp. Thông báo cho biết, RDIF tuyên bố thành lập quỹ phát triển ngành hàng không dân dụng trị giá 100 tỷ rúp cùng với các đối tác từ Trung Quốc để đầu tư vào doanh nghiệp và dự án hàng không ở hai nước. Quá trình đầu tư vào các dự án ở Nga và Trung Quốc sẽ được thực hiện bằng tiền tệ quốc gia. Các nhà phân tích cũng đã xác định rằng quỹ này sẽ đầu tư vào cả các cơ sở công nghiệp hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai, và cũng sẽ tập trung vào phát triển công nghệ số hóa và giảm tiêu thụ năng lượng. Nga và Trung Quốc đều cam kết đóng góp vào ngân sách của quỹ với tỷ lệ tài trợ đồng đều. Người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev tuyên bố, Nga và Trung Quốc có tiềm năng lớn để đạt được hiệu quả đáng kể trong việc hợp tác sản xuất các sản phẩm hàng không dân dụng. Hai quốc gia chúng tôi có một trong những môi trường khoa học tốt nhất trên thế giới, đồng thời có kinh nghiệm phát triển các công nghệ chủ chốt trong ngành hàng không, cũng như cơ sở sản xuất cho các nhà cung cấp, nguyên liệu và linh kiện. Hiện tại, dự án hợp tác hàng không dân dụng điển hình giữa hai nước là máy bay chở khách CR-929, trong đó Nga dự kiến sẽ cung cấp động cơ PD-35. Vào ngày 17 tháng 10, Ả Rập Xê Út đã quyết định đưa thêm 6 nước vào diện áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử. Bộ Du lịch Ả Rập Xê Út thông báo rằng du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Panama, Saint Kitts và Nevis, Seychelles và Mauritius có thể sử dụng thị thực điện tử cho các mục đích như giải trí, kinh doanh và du lịch tôn giáo, giới hạn trong việc thực hiện nghi lễ hành hương Umrah. Quyết định này giúp nâng tổng số quốc gia được Ả Rập Xê Út cấp thị thực điện tử cho du khách lên 63 nước. Ngoài ra, các cá nhân sở hữu thị thực hợp lệ thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Mỹ trước đây đã được sử dụng để nhập cảnh vào những quốc gia trong danh sách ưu tiên của Ả Rập Xê Út cũng sẽ đủ điều kiện nhận thị thực điện tử. Thường trú nhân của các nước EU và GCC, Anh và Mỹ cũng thuộc diện được áp dụng quy định này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, Ả Rập Xê Út tiếp tục cấp thị thực miễn phí cho phép hành khách lưu trú tại nước này đến 96 giờ. Sáng kiến chiến lược này phù hợp với các mục tiêu rộng hơn được nêu trong tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, tập trung vào đa dạng hóa và phát triển kinh tế. Các mục tiêu đầy tham vọng của Ả Rập Xê Út bao gồm nâng mức đóng góp của ngành du lịch vào GDP từ 3% lên hơn 10% và tạo ra 1 triệu cơ hội việc làm trong ngành du lịch. Bộ Du lịch bắt đầu áp dụng thị thực điện tử cho du khách vào năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch từ các quốc gia đủ điều kiện khám phá các điểm đến của Ả Rập Xê Út, tham gia các sự kiện giải trí và trải nghiệm sự đa dạng văn hóa và truyền thống của quốc gia vùng vịnh này. Trong thời gian tới, Bộ Du lịch cam kết mở rộng hơn nữa danh sách quốc gia và khu vực được cấp thị thực điện tử. Ả Rập Xê Út đang phát triển và mở rộng liên tục cơ sở hạ tầng của ngành du lịch để trở thành điểm đến toàn cầu hàng đầu. Ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi và Bộ trưởng Kinh tế Yoshitaka Shindo đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, địa điểm được coi là biểu tượng quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Hàn Quốc và Trung Quốc đã bày tỏ thất vọng về hành động này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phát đi tuyên bố bày tỏ thất vọng sâu sắc và lấy làm tiếc về việc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của Nhật Bản gửi đồ lễ và đến viếng đền Yasukuni. Tuyên bố cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản thẳng thắn đối mặt với các vấn đề lịch sử và góp phần phát triển mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản hướng tới tương lai. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni. Đền Yasukuni, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản, là nơi thờ tổng cộng 2,5 triệu người Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm cả 14 tội phạm chiến tranh. Hàn Quốc và Trung Quốc xem đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản trong thế kỷ 20 và thường lên tiếng phản đối mạnh mẽ khi giới chức Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc tới viếng đền này. Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, vào ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni.
Cũng trong ngày này, Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi và Bộ trưởng Kinh tế Yoshitaka Shindo đã đến viếng đền này. Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh Đô đốc Benkei đã đặt ra những câu hỏi về những rào cản thủ tục từ phía Mỹ gây trì hoãn thỏa thuận ba bên AUKUS với mục tiêu là cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Theo ông, Mỹ không nên sử dụng các quy định để duy trì lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp toàn cầu ngày càng gia tăng, một trạng thái mà các cường quốc phương Tây không gặp từ nhiều thập kỷ qua. Ông chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đặc biệt khi nói về quy định buôn bán vũ khí quốc tế ITA của Mỹ rằng chúng ta cần đặc biệt cẩn trọng về mục tiêu của môi trường pháp luật của chúng ta. ITA quản lý việc chuyển giao công nghệ của Mỹ, một khía cạnh quan trọng cho AUKUS, thỏa thuận giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Australia, với mục tiêu củng cố sức mạnh trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng của Trung Quốc. Đô đốc Kỳ nói, việc sử dụng môi trường pháp luật để bảo vệ công nghệ trước đối thủ có thể là một mục tiêu thực tế. Nhưng nếu môi trường pháp luật chỉ là một cách để tạo ra lợi thế cạnh tranh, tôi nghĩ chúng ta nên tự hỏi liệu nó có thực sự tạo điều kiện quan trọng cho tất cả chúng ta hay không, tức là việc đảm bảo một khung an ninh. Đô đốc Kỳ đưa ra một ví dụ về một cuốn sách xuất bản vào năm 1996 có nội dung chỉ trích những rào cản quan liêu đã trói buộc sức mạnh của Hải quân Anh trong Thế chiến thứ nhất. Ông Kỳ lý giải, định đề của tác giả trong cuốn The Rules of the Game là như vậy. Trong thời kỳ hòa bình kéo dài, các nhà quản lý sẽ chiếm ưu thế. Trong thời chiến, những kẻ bắt chuột sẽ chiếm ưu thế. Ông Kỳ nói rõ, kẻ bắt chuột là những người không ngại vi phạm quy định để đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Theo ông, trong môi trường bất ổn toàn cầu hiện tại, chúng ta muốn những kẻ bắt chuột bắt đầu chiếm ưu thế và các cơ quan quản lý phải giảm bớt hạn chế. Tuy nhiên, tiến trình nới lỏng quy định chia sẻ công nghệ giữa Mỹ, Anh và Australia vẫn chưa diễn ra nhanh chóng. Chính quyền ông Biden đã công bố họ đang làm việc với Quốc hội Mỹ để thực hiện điều này, nhưng tiến trình vẫn bị hạn chế và gặp phản đối trong nội bộ Bộ Ngoại giao Mỹ. Những phát ngôn của Đô đốc Kỳ đến sau khi Đại sứ Australia tại Washington, Kevin Ross, chỉ trích cách làm chậm trễ của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến độ AUKUS. Theo báo Australia Financial Review, ông Ross nói, chúng ta không còn thời gian để chờ đợi, thời gian đang rất cấp bách.